đất nước láng giềng Campuchia có rất nhiều điều thú vị mà có thể các bạn chưa được nghe qua. Họ có những truyền thống và phong tục tập quán rất riêng, rất là đặc sắc. Và hãy cùng Blog Du lịch tìm hiểu ngay bây giờ nha! Một, không sử dụng tờ 2 USD. Khi bạn lần mặt sau của tờ tiền 2 USD được in từ năm 1976 cho đến nay, đây là bức tranh Declaration of Independence của John Trumbull vẽ vào năm 1887, kỷ niệm 200 năm ngày nước Mỹ độc lập. Tuy nhiên, khi bạn quay ngược mặt sau của tờ tiền như là hình chụp và để tờ tiền ra xa một chút, và có cảm giác như những cái đầu lâu, nó gợi lên một nỗi buồn về diệt chủng Pol Pot. Nên hiện tại thì người Campuchia tránh dùng, và hệ thống tiền của đất nước này bây giờ chỉ có 1, 5, 10, 20, 50, 100, không còn sử dụng tiền 2 USD. Nhà cửa, hầu hết đều ở nhà sàn, trừ các trung tâm phố thị và không trải ra đường lộ, dành nhau mặt tiền. Ở quê thì nhà vệ sinh thường là trong vườn, kiểu đào lấp, vườn thì không thấy hoa hay là bầu bí. Trụ sở cơ quan nhà nước khiêm tốn, chỉ có nhà chùa là tươm tất nhưng mà thua xa chùa ở Việt Nam. Về giao thông, đường hẹp, ít đường ngang, xe ít bóp còi và gần như không có hẻm, không thấy cảnh sát giao thông. Cả nước không có trạm thu phí nào, rất ít taxi vì xe hơi quá rẻ, nhà nào cũng có. Giao thông công cộng kém, chỉ có vài tuyến xe buýt ở Phnom Penh, chủ yếu là các loại túc túc, mô tô remote, xe gắn máy kéo và xe ôm. Trang phục truyền thống, nữ thì mặc xà rông, loại váy dài, rộng, quấn lại. Còn nam thì là sampoat, váy rất rộng, quần chỉnh giữa thành ống quần. Khăn kama đa năng có thể cuốn cổ, đội đầu, làm quần ngắn của nam, buộc thức ăn, điệu hoặc là làm võng cho em bé và trói kẻ thù. Các màu nóng, đậm được ưa chuộng. Điện. Campuchia chưa có lưới điện quốc gia, thường phải mua từ Việt Nam, Lào, Thái Lan. Thiếu và yếu, thường xuyên bị cúp nên các công ty, nhà hàng, khách sạn lớn đều dùng máy phát riêng. Buổi tối trừ vài trung tâm mua sắm ở Phnom Penh, Siem Reap, Sihanouk thì hầu hết đường phố tối om. Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến nhất ở Campuchia sau tiếng Khmer. Số người Khmer biết tiếng Việt gấp cả trăm lần người Việt biết tiếng Khmer. Thủ tướng, nhiều bộ trưởng và quan chức của Campuchia đều nói và viết được tiếng Việt. Tiền đồng Việt Nam cũng được dùng khá phổ biến, chỉ sau đồng riel của Campuchia và sau USD. Tỷ giá của riel và USD ổn định từ gần 30 năm nay. Vóc dáng con người, cung dân châu Á, da vàng, mũi tẹt, nhưng nước da của người Khmer thì đậm hơn. Lông mi dài và cong, tròng trắng thì nhiều hơn tròng đen. Tóc thường xoăn ít hoặc là hoe nắng vì không đội nón. Người Campuchia xem phần đầu là phần thiêng liêng nhất nên tối kỵ xoa đầu. Ngày sinh nhật. Theo truyền thống, sinh nhật không được tổ chức ở Campuchia. Người già thậm chí có thể không biết ngày sinh nhật của họ. Hầu như ở đây, họ không tổ chức tiệc tùng vào ngày này, dù ở bất kỳ một độ tuổi nào đi chăng nữa. Một người Campuchia cho biết, chúng tôi không tổ chức sinh nhật. Vì bố và mẹ đi biết ngày tôi sinh ra nên tôi chẳng có lý do gì để nhớ nó cả. Tiếng nói, tiếng Khmer không có âm ch, chỉ có âm t và âm r. Bắt đầu câu thường bằng từ sum, giống từ xin, tiếng Việt và một phần từ please của tiếng Anh. Kết thúc câu thì luôn bằng bát, dành cho nam, cha, dành cho nữ, giống từ dạ, vâng. Tiếng tắc kè kêu. Người Campuchia tin rằng đêm tiếng tắc kè kêu sẽ cho bạn biết là sẽ cưới ai. Tiếng kêu đầu tiên nghĩa là bạn sẽ kết hôn với một người độc thân. Tiếng thứ hai là một người góa vợ. Còn tiếng thứ ba trở lại là người độc thân và cứ thế. Tiếp tục đếm cho đến khi con tắc kè dừng kêu. Cách chào. Hai bàn tay chụm lại giống hình búp sen. Để trước ngực là chào bạn bè, con cháu. Ngang miệng, dưới mũi là chào tôn trọng. Để dưới trán là chào sư sãi, ông bà, thầy cô, cha mẹ. Để trên trán, qua đầu là chào vua. Số lượng xe máy. Có 1,3 triệu chiếc xe gắn máy ở Campuchia, cho dân số là hơn 1,5 triệu người. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy gần như những chiếc xe gắn máy ở mọi nơi mà bạn tìm thấy con người trong quốc gia này. Miễn vé tham quan. Campuchia có 3 di sản thế giới vật thể là quần thể Angkor ở Siem Reap, đền Privihia, quần thể Sambo Prekuk, Kampung Thom. Các di sản thế giới và di sản quốc gia đều miễn vé cho người Khmer và người sinh ở Khmer. Vì đó là di sản tổ tiên để lại cho con cháu của người Khmer, nên chỉ bán vé cho người không phải người Khmer. Ở rể,
sự tích núi Nàng núi Trang ở Kampong Cham, giống sự tích Ao Bà Om ở Trà Vinh, đã phân định con gái Campuchia cưới chồng nên con trai ở rể. Họ giải thích rằng chồng là trụ cột ở trong nhà, thường xuyên đi làm xa nên con gái ở với mẹ mình là tiện hơn. Khi ốm đau hay là đẻ trừa, mẹ ruột cũng chăm mình tốt hơn. Một cách nghĩ nhân văn và hợp lý. Tôn giáo. Phật giáo là quốc giáo, hệ phái Phật giáo nguyên thủy, Theravada. Chư Tăng phải thọ đủ 227 giới, trong đó có một số giới như không sát sinh, được ăn thịt cá với tạm tịnh nhục, không nghe, không nghĩ và không thấy con vật đó bị giết cho mình ăn, không ăn sau giờ ngọ, 12 giờ trưa, không tụ tập chỗ đông người, không dùng nước hoa mỹ phẩm, không chung đụng với người khác phái. Văn nghệ. Múa cung đình di sản văn hóa thế giới phi vật thể với hình ảnh của các apsara, tiên nữ và múa dân gian là thể loại đặc trưng của văn hóa Khmer. Lam thôn là điệu dân vũ phổ biến nhất, bài hát phổ thông nhất là Ovai Chanti, cây điều còn gọi là đào lộn hột. Người Khmer tối kỵ đụng chạm vào khác phái nếu không được đồng ý, kể cả bắt tay, nhất là ở các vùng quê. Tết tròn cho Nam Thơ Mây vào năm mới, chung với Lào, Bumi Mây, Thái Lan, Songkran, Myanmar, Thang Yan, từ ngày 15 đến 17 tháng 4, giao thừa không cố định mà tùy theo từng năm, có khi vào ban ngày. Tết Khmer rất là đơn giản, chủ yếu là nghỉ ngơi, thăm viếng cha mẹ, người thân và viếng chùa. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.